chú anh chị nha, hiện tại là bé Bôn của anh Hải đi công chuyện của chú anh chị nha. Bé Bôn cả nhà, bé Bôn nữa cả nhà, rất là dễ thương luôn. Hiện tại là chị Loan đi bắt đầu đi công chuyện chú anh chị, nghe nói là chị Loan đánh mẹ đá đầu cả nhà. Anh Hải đây cả nhà, chào anh Hải nha, nhà anh Hải chăm chị Loan đó cả nhà. Hiện tại là anh Hải với Bơm với chị Loan bắt đầu đi công chuyện của chú, nghe thông tin là đến mẹ đã đầu cả nhà, chị Loan ở trên lầu cũng đã xuống luôn cả nhà. Đây cả nhà. Đóng cửa là vui. Đây có bé Ken này cả nhà. Ken này nè. Hai anh em. Đó, có bé Ken đi công chuyện với chị, nó đem cả đồ luôn cả nhà. Ken, đi đâu đấy con? Đây. Hiện tại là bé Bun đang ở trên xe cả nhà. Anh Hải và bé Ken và bé Bun và chị Loan cũng vào, chị Loan sắp ra ngoài này cả nhà, đi cùng chị cả nhà. Đây là chiếc xe hiện tại có còn 5 bốn cả nhà. Bé Bun đang ngồi đằng trước cả nhà. Đó, anh có một anh trai đến mua đồ ủng hộ gì lần đó nha. À, bé Ken đi chơi hả Ken? Chị Loan ở trong nhà này. Chào chị Loan nha. Chào chị Loan nha. Đi chơi hả chị Loan?
gia đình ngày quý anh vui vẻ và hạnh phúc ạ. Xuống mộ hả? Xuống mộ hả? Ở cái nhà đó chị Loan xuống mộ rồi cả nhà. Đây trước nhà chị Loan hiện tại là anh Hải và chị Loan và bé Ken, bé Bum và có chị Tròn và bé Thảo với gia đình luôn đi chiếc xe huyền thoại của năm này đi xuống mộ của năm Vũ Linh nghe cả nhà. Đây, cả nhà. Đi xuống mộ nha. Chị người làm của chị Loan, chị Trang và chị Thảo. Dạ, chị Trang và chị Thảo thì cũng có mặc những cái chiếc áo là kêu là tem áo tím anh. Áo tím. Chắc có lẽ là sáng ngày hôm nay chị Loan cũng sẽ xuống mộ hay sao á? Đúng rồi, xuống mộ. Dạ. Cả nhà. Dạ thì bọn em cũng cập nhật cho cô chú anh chị xem hiện tại là buổi sáng chị Loan. Dạ thì buổi sáng là chị Thảo cũng đem những cái chiếc áo tím tem ở trên mộ xuống cầm nhau mặt luôn. Thì hiện tại bây giờ là các chị cũng đang mặc xe chị Loan bắt đầu di chuyển cái tem tím ở trên xe, mộ chị Loan bắt đầu di chuyển đi lên mộ cả nhà. Chị Loan đem rất nhiều bánh trái nha cô chú, đóng hộp luôn và có thì kho gà, bánh cơm cháy nữa, thay tảo hộp cơm cháy nữa cả nhà. Đó. Dạ cô chú anh chị. Đó. Cô chú anh chị xem video nhớ ủng hộ đăng ký kênh cho đăng ký kênh Tin Ba Miền và anh Dầu Thiện và anh Hậu Vinh Vlog, một like một đăng ký cô chú anh chị. Đó, hiện tại chị Loan cũng đã đi rồi. Thì sáng ngày hôm nay chị Thảo cũng lấy những cái chiếc áo của tem áo tím của chú thì ở trên mộ xuống để cho các anh chị người làm của chị Loan mặc vào thì sáng ngày hôm nay cũng lên xe đi lên mộ cô chú. Thôi Tin Ba Miền sẽ kết thúc clip ở đây, mong cô chú anh chị ủng hộ đến cái kênh và cho em nha cả nhà.